Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Hôm trước Mi Game tôi làm video phân tích Baby in Yellow được anh em ủng hộ và tôi cũng thấy con game này cuốn quá. Tiếc là game hơi ngắn, thằng nhóc con này chưa hù được tôi bao nhiêu mà hết game rồi. Thế là tôi cũng lên tìm phần 2 về chơi thử cho đỡ nghiền. Nhưng mà hỡi ơi, Baby in Yellow phần 2 thì không có, nhưng lại có hơn 1 tỷ con game khác nhìn y chang như vậy. Nào là bé gái áo vàng, hẳn 2 phần. Chuyện kinh dị em bé áo vàng, rồi em bé kinh dị trong ngôi nhà vàng. Tôi không biết căn nhà này màu vàng chỗ nào luôn đấy. À còn cả em bé trong ngôi nhà vàng đẳng nữa. Mi Game tôi đọc tên mấy con game này mà loạn não luôn. Baby in Yellow nổi tiếng một phát là có không biết bao nhiêu game ăn theo xuất hiện. Chất lượng thì thượng vàng hạ cám, không biết đâu mà lần. Thế nên là trong video này, Mi Game tôi sẽ tổng hợp cho anh em những con game ăn theo Baby in Yellow từ tào lao nhất đến hay nhất, để anh em không bị mắc lừa tốn công tải về một con game DBRR nha. Anh em muốn tôi show mặt lắm phải không? Vậy thì hãy tích cực nhấn nút đăng ký để mở khóa mặt của Mi Game. Sắp càng nhiều, mở càng sớm nha anh em. Giờ thì vô video luôn thôi cho nóng nào. Cho anh em nào chưa biết thì The Baby in Yellow là một tựa game được phát triển bởi Team Terrible. Sau khi được tung lên Google Play và mới đây là App Store, The Baby in Yellow đã gây sốt trong cộng đồng yêu game kinh dị. Cách chơi thì rất đơn giản, anh em sẽ vào vai một người trông trẻ và chỉ cần làm đúng một thứ là chăm thằng oắt con này thôi. Các nhiệm vụ đơn giản chỉ là lấy sữa, thay tã và cho em bé ngủ. Nghe thì chẳng có gì, nhưng đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó sẽ biến game mô phỏng công việc trông trẻ của anh em thành một game kinh dị. Nếu đã xem video hôm trước của Mi Game thì anh em sẽ biết được đứa bé này đã bị một thực thể tà ác tên là Haster nhập vào. Haster có hai hình dạng chủ yếu. Một là hình dạng con quái vật biết bay, kinh dị với những xúc tu bọc trong lông nhọn để tiêu diệt nạn nhân. Hình dạng thứ hai mang hình dáng con người và khoác áo choàng vàng tên là The King in Yellow. Ba mẹ của đứa bé thì sau khi bán đứa con của mình cho Haster cũng biến mất. Họ biết đứa con mình giờ không thể nào cứu vãn được nữa, nên cứ để mặc đứa trẻ cho người trông trẻ. Họ cũng để lại một lá bùa để người trông trẻ có thể trục xuất Haster mỗi khi hắn ta nhập vào đứa bé. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Haster vẫn sẽ quay lại và sau đó... không còn sau đó nữa. Ở đêm trông trẻ thứ ba, bình thường khi đói thì thằng ôn con kia nó khóc thôi. Nhưng hôm nay nó đốt cả tường nhà và khắc lên dòng chữ Feed me, hãy cho tao ăn. Cái tủ lạnh lấy sữa quen thuộc thì giờ nó dài cả chục mét. Đến khi thay tã thì đứa bé lộ nguyên hình. Chợt nhớ lại chiếc bùa trong phòng ngủ, anh em chạy đi lấy và trục xuất được Haster ra khỏi người đứa bé. Tưởng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng thanh niên trông trẻ không ngờ được rằng anh đang chuẩn bị từ biệt cõi đời. Thứ chờ đợi anh ta sau 3 đêm trông trẻ cực nhọc không phải là tiền công mà là một căn phòng dị dạng. Xúc tu trồi lên từ mặt đất và bên trên là một khoảng không vô tận. Ở giữa có một cánh cổng không gian rực lửa và anh em thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên và hút vào bên trong. La hét cũng vô ích. Giờ thứ duy nhất chờ đón anh em là bóng đêm bất tận đầy đau đớn. Câu chuyện cuốn như thế này thì bảo sao người ta không muốn chơi tiếp, nhưng mà chia buồn. Hầu hết những con game Baby in Yellow khác mà anh em thấy trên mạng hiện tại đều là đồ fake ăn theo rẻ tiền cả. Kiểu tung ra cho người ta tải nhầm để thằng làm game có thể ăn tiền quảng cáo in game ấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phiên bản ăn theo mà Mi Game tôi phải gọi là rớt hết liêm sỉ, mang tên là Baby in Yellow Scary Story. Tựa game sẽ đưa cho anh em đến một căn biệt thự khá là rộng, nhìn cũng sang, nói chung là đẹp hơn cả ngôi nhà trong bản gốc nữa. Cơ mà nói tới đây là hết phần ưu điểm rồi. Con game này nó dởm thực sự anh em ạ. Nhìn cái thằng ôn con này xem, trông nó vừa ngu vừa xấu vờ lờ. Tới cái bình sữa mà nó uống, Mi Game tôi cũng thấy vô lý. Ai đây lại cho con nít uống thẳng sữa đóng chai thế này? Đã vậy còn không gắn đầu ti để em bé mút nữa. Y trông trẻ mà ngu thế này, thả nào bị thằng nhóc này nó ám. Đồ đạc trong nhà thì bố trí cũng ngu nốt. Ai đời, phòng tay tã một nơi nhưng tã lại để ở một nơi khác thế này. Hello, bên dưới có hẳn một cái tủ cơm à? Con nít tầm tuổi này phải ngủ trong nôi chứ, ai đời lại cho ngủ giường thế này. Như thể ông bà chủ nhà, ba mẹ của đứa bé không có một chút kiến thức nào về việc chăm con nít vậy. Bởi thế chả trách sao quỷ nó nhập vào. Nhiều khi con quỷ nó thấy tội thằng nhỏ quá nên nó nhập vào ấy chứ. Đến đêm thứ hai thì game cũng bắt trước bản gốc. Khi anh em nghe tiếng khóc của đứa bé trong phòng của nó, nhưng khi lên xem thì nó lại không có trong phòng. Đoạn này Mi Game tôi không thấy sợ mà chỉ thấy nó phèn phèn thế nào anh em ạ. Bằng cách nào đó, thằng ôn con này lại chui vào được một căn phòng đang khóa cửa. Tìm được chìa khóa phòng, hóa ra đây là phòng của bố mẹ thằng bé. Cơ mà nếu phòng của bố mẹ thì tại sao phòng lại là giường đơn nhỉ? Này Mi Game tôi nghĩ chả phải là bí ẩn gì đâu, đơn giản là do game này nó ngu thôi. Khi bế thằng bé xuống bếp để lấy sữa thì con game lại một lần nữa sao chép y chang bản gốc. Từ cái tủ lạnh dài chục mét cho tới việc lấy bùa để trục xuất con quỷ. Biết là game ăn theo nhưng mà ông nào làm game cũng nên nghĩ ra cái gì đó cho riêng mình đi chứ nhỉ. Sao lại bê y xì thế này? Đến đêm thứ ba, cuối cùng cũng có gì đó khác biệt xuất hiện. Thằng bé bị sốt và sau đó đo nhiệt kế, nó bay thẳng về phòng luôn. Nhìn hơi lở một chút, nhưng mà Mi Game tôi ghi nhận cố gắng này.
Sau đó nó đòi ăn, nhưng anh em tìm hết cả căn nhà cũng không còn tí sữa nào cả. Sau khi order sữa từ Shopee về, anh em lên dỗ thằng bé trong lúc chờ shipper giao sữa tới. Nhưng mở cửa ra, thằng bé đang lơ lửng và bay thẳng lên trần nhà. Giờ là một khoảng không vô tận với một cánh cổng hình tam giác. Mi game tôi cho Baby in Yellow Scary Story 2/10 điểm vì độ lười của các ông làm game chỉ biết bê nguyên bản gốc chứ không chịu sáng tạo gì thêm cả. 2 điểm này là cho ngôi nhà nhìn cũng tươm tất nha. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với Gone Yellow 2. Phần 1 ở đây thì tôi không biết, nhưng phần 2 sao nhìn nó còn quen nhỉ? Hóa ra là y hệt cái The Baby in Yellow Scary Story ở trên. Chỉ khác mỗi là người ta thay bắt con kia bằng bé gái, chắc tầm 5-6 tuổi này thôi. Và nhìn nó còn xấu đau, xấu đớn hơn cả thằng nhóc kia gấp mấy lần nữa. Các nhiệm vụ cũng y hệt, cũng cho bé gái bú, thay quần cho bé đi ngủ. Sao mà mô tả một hồi giống teaching feeling thế này? Game sao thì tôi nói vậy thôi mà. Anh em đừng nóng nha. Có ý định gọi FBI tới thì bỏ điện thoại xuống hộ tôi cái. Nói chung thì Gone in Yellow 2 không khác gì Baby in Yellow Scary Story cả. Copy paste, thay mỗi cái skin và không hiểu sao còn xấu hơn nữa. Nên là tôi cho 1/10 vì tôi lười. Tựa game tiếp theo trong danh sách là Baby Lyrius, hay được nhiều người gọi là Baby in Pink hoặc là Baby in Yellow 2. Bởi đồ họa y hệt so với bản gốc. Giống hệt cũng phải thôi, bởi vì Baby Lyrius được tạo ra bởi chính Team Terrible, cha đẻ của tựa game Baby Yellow gốc. Cơ mà tại sao Team Terrible lại tạo ra một tựa game với cái tên kỳ lạ là Baby Lyrius nhỉ? Lý do hóa ra lại vô cùng đơn giản và dễ thương. Đây chính là món quà mà họ dành tặng cho cô gái nhỏ chào đời năm 2020 của nam streamer HIO Delirious. Anh em nào ngày xưa có xem những video về game thứ 6 ngày 13 chắc chắn biết thanh niên HIO Delirious này. Anh là một streamer khá nổi tiếng bên Mỹ, sở hữu giọng cười sặc sụa đặc trưng, giọng nói hơi dè ra chiếc micro cùi bắp của anh. Nội dung của Baby Lyrius cũng khác khá nhiều so với bản gốc Baby in Yellow. Game được chèn rất nhiều easter egg thú vị của riêng streamer H2O Delirious. Như là thay vì trông thằng nhóc áo vàng thì anh em sẽ vào vai anh streamer trông chính cô con gái của mình trong khi vợ đi vắng. Từ chiếc mặt nạ đến căn phòng stream của anh cũng đều xuất hiện trong game. Và dĩ nhiên là không thể không nhắc tới chú gấu mèo Bad Cool. Mỗi khi chơi game siêu anh hùng, H2O Delirious luôn tự gọi mình là Bad Cool. Từ đó sinh ra chú gấu mèo này. Không có thực thể vũ trụ nào ám đứa bé cả. Thay vào đó thì kẻ chủ mưu lại là Bad Cool. Nhiệm vụ của anh em khi chơi Baby Lyrius là trông cô con gái cũng như đối phó với những âm mưu của Bad Cool. Diễn biến trong đêm đầu tiên khá là giống với game gốc. Sau khi lấy mặt nạ đeo cho cô con gái và cho cô bé uống sữa, anh streamer bèn bế đứa bé đi thầy tã. Tới đây chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra khi anh chỉ vừa quay lưng là cô con gái biến mất. Thế chỗ nó là con gấu mèo Bad Cool. Con bé hóa ra ngồi ở trên trần nhà. Sau đó anh đưa cô bé đi ngủ và ngồi vào máy tính xem video YouTube. Cụ thể là video anh chơi Baby in Yellow, nhưng chưa kịp bao lâu thì con gái lại khóc. Tới nơi thì cô bé không có trong nồi mà thay vào đó là con Bad Cool. Giờ thì tiếng cô bé lại phát ra từ dưới nhà. Nó đang ngồi xem TV trong phòng khác. Anh phải đưa nó lên lại phòng ngủ một lần nữa và kết thúc đêm đầu tiên. Đêm thứ hai, những màn hù dọa của con gấu mèo Bad Cool lại nặng đô hơn. Đầu tiên là khi anh streamer đi lấy sữa và khi rượt theo con gấu mèo để lấy lại chiếc tã cho con gái. Đêm thứ ba thì những trò quậy phá của Bad Cool còn kinh dị hơn. Nó khiến nhà bếp bốc cháy khi tìm cách đốt con gấu bông yêu thích của cô con gái. Và sau đó, con gấu mèo bắt cóc luôn cô bé. Tới đây game thêm một tính năng mà Mi Game tôi rất thích là chiến đấu. Anh streamer phải dùng gậy bóng chày đập nát từng con Bad Cool để giải thoát cô con gái khỏi nghi lễ hiến tế. Tới đây thì đêm thứ ba cũng kết thúc và anh quyết định bế con gái vào vòng stream luôn cho nó an toàn. Nhưng một mối nguy cơ lớn hơn bất ngờ xuất hiện. Đó chính là vợ của anh vừa về tới nhà đã thấy một mớ hỗn độn do hai bố con gây ra. Nội dung rất dễ thương, bổ sung nhiều thứ hay ho, nên Baby Lyrius chắc chắn là con game ăn theo đỉnh nhất trong danh sách này. Mi Game tôi cho 11/10. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tiếp theo, The Baby in Dark Yellow House. Game đúng là dark thật. Cái gì game cũng tối. Tới thằng nhóc trông nó cũng ra màu luôn. Anh em đừng nói Mi Game tôi racist nha. Rõ ràng là ông nào làm game bị dị ứng với màu sắc cơ mà. Game không được chia thành từng đêm mà theo màn. Và nghe thì có vẻ lối chơi trong game khá đa dạng đấy. Nhưng rốt cuộc thì các nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại từ màn này sang màn khác, cũng chỉ là đi tìm chìa khóa, mở cửa, cho nó uống sữa, thay tã và bế nó đi ngủ. Thi thoảng thằng nhóc sẽ lơ lửng, nhưng nhìn nó đụt vờ lờ anh em ạ, chúng chả sợ cái gì. Với năng lực bay, điều khiển rơi, Mi Game tôi đoán rằng thằng nhóc này phải là ma cà rồng. Nhưng dù thằng bé có là ma cà gì đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận được là game này chán vờ lờ. Tôi cho 4/10.
Mục tiêu duy nhất của anh em khi chơi game chỉ là mở thêm skin cho thằng nhóc này thôi. Cơ mà nếu Baby in Yellow bản gốc có thêm tính năng đổi skin này cũng hay đấy chứ. Nên là dù đây là một game pha ke nhưng nó vẫn có những thứ mà hàng chính chủ có thể học tập được. Mong là sau này nếu có Baby in Yellow 2 thật, Team Terrible sẽ bổ sung thêm vụ đổi skin này. Nhắc tới phần 2 thì The Baby in Dark Yellow House cũng có phần 2 luôn. Đồ họa đẹp hơn một tẹo, nhiều skin hơn. Có cái skin quỷ sa tăng này nhìn khá là hay. Anh em thấy tôi nói có đúng không? Game có thể không hay, nhưng chỉ cần có thêm tính năng sơn skin là tự động nó hấp dẫn lên liền. Cũng vẫn là lối chơi theo màn, nhưng lần này nhiệm vụ trong game đa dạng hơn. Mỗi màn, mỗi nhiệm vụ khác nhau, không hề trùng lặp. Ngoài ra thì anh em còn bị cả áp lực về thời gian nữa cơ. Mỗi màn anh em chỉ có vài phút đồng hồ để hoàn thành mà thôi. Cơ mà nói thế thôi, chứ mi game tôi không hề áp lực tẹo nào, vì nhiệm vụ rất dễ hoàn thành. Thời gian nhìn tuy ít nhưng hóa ra lại vô cùng dư giả. Màn nào mi game tôi cũng dư hơn cả phút. Nói chung là The Baby in Dark Yellow House 2 có một sự tiến bộ rõ rệt so với phần 1, xứng đáng 6/10. Tầm này nếu có phần 3, mi game tôi tin rằng con game này sẽ còn xịn sò hơn nữa. Nãy giờ chỉ là game trông trẻ thôi, giờ chúng ta sẽ đến với một game kinh dị thực sự này. Đó chính là Scary Baby Ghost Yellow House. Gọi là game kinh dị vì anh em phải chạy trốn khỏi thằng nhóc quỷ ám, chứ chả có trông nom gì cả. Để bị phát hiện thì thằng nhãi này nó rạch mặt anh em, game over ngay lập tức luôn chứ chả đùa. Nhiệm vụ của anh em là phải cứu những người khác đang bị mắc kẹt ở lâu đài. Mi game tôi cũng không hiểu ở đâu ra mà sao có một đống người bị nhốt trong lâu đài này thế không biết. Hiểm họa thường trực dĩ nhiên là thằng nhóc bị quỷ ám. Nó sẽ bay khắp nơi để truy tìm anh em. Cách duy nhất để khắc chế nó là cho bình sữa. Sau đó anh em sẽ có 30 giây tự do hành động trước khi thằng bé bật lại chế độ đổ sát. Cũng giống như hai game trên, Scary Baby Ghost Yellow House được chia theo màn. Mỗi màn anh em sẽ cứu một người khác nhau. Tuy nhiên người nào thì cách cứu họ cũng y chang nhau cả. Cũng là lẻn qua khỏi đứa bé, đi tới nơi họ bị nhốt và đưa họ về nơi an toàn. Mà nào cũng lặp đi lặp lại y như thế. Dù thêm có áp lực thời gian, nhưng nó cũng không làm game căng thẳng hơn. Bởi map trong game nhỏ VL, đi hai bước là tới. Uổng ghê, bối cảnh, cách chơi đều hay ho. Nhưng mỗi tội ông làm game lười quá, không chịu tận dụng. Nên mi game tôi cho Scary Baby Ghost Yellow House 4/10. Có tiềm năng đấy, nhưng cần được chăm chút hơn. Và tựa game cuối cùng trong danh sách này là Scary Baby Yellow House Survival. Một game kinh dị khác với cách chơi, học hỏi rất nhiều thứ từ Granny và Ice Cream. Và game này nó đỉnh thật anh em ạ. Nhìn phát là biết ngay người làm game có tâm. Đầu game là cảnh anh em sẽ bị thằng oát con này bắt cóc và kéo lê trên sàn nhà, nhìn nổi hết cả da gà. Và nhiệm vụ của anh em là thu thập mật khẩu để mở khóa cánh cửa điện tử, thoát ra khỏi ngôi nhà rùng rợn này. Thằng nhóc này bị quỷ ám mà cũng đầu tư được cái ổ khóa xịn VL anh em ạ. Trong những game ăn theo từ đầu đến giờ, đồ họa của Scary Baby Yellow House Survival phải nói là một đẳng cấp khác, chắc đem so sánh với Ice Cream luôn chứ không đùa. Kết hợp với âm thanh thót tim, ngôi nhà này thực sự mang đến cho anh em cảm giác rùng rợn. Cơ mà sự rùng rợn nó sẽ giảm xuống phần nào khi thằng nhóc xuất hiện. Đồng ý là nó sẽ giết anh em ngay lập tức với chỉ một nhát chém. Nhưng khi nhìn thấy hai cái chân ngắn ngủn của nó chạy tới chỗ tôi, mi game tôi sợ thì ít và buồn cười thì nhiều. Và còn gì nhục hơn cho con quỷ này khi nhập vào ai không nhập, lại nhập vào thằng oát con này. Mỗi khi bị nó áp sát là mi game tôi nhảy một phát là qua đầu nó luôn. Đúng vậy, anh em có thể dễ dàng counter thằng oát con này bằng cách nhảy qua người nó. Mã số để mở cửa được giấu trong những căn phòng tối mà anh em phải dùng chế độ nhìn đêm của máy quay mới xem được. Thu thập được đủ 5 con số, anh em sẽ mở khóa được cửa và thoát khỏi ngôi nhà với con ma lùn tịt này. Tới lúc cho điểm rồi, Scary Baby Yellow House Survival có đồ họa ngon lành, âm thanh ấn tượng và cách chơi khá là hay ho. Vừa học hỏi từ những người đàn anh như là Granny và Ice Cream. Vì có sáng tạo riêng như là vụ camera nhìn đêm này, đoạn này hơi tiếc, phải có thêm mấy quả jump scare nữa là mi game tôi cho 10 điểm luôn đấy chứ. Dù vậy thì Scary Baby Yellow House Survival vẫn rất xứng đáng với điểm số 7/10. Cộng thêm một điểm cho tiếng cười không đáng dành cho con ma lùn tịt nữa là 8/10 nha. Game này mà tác giả chịu khó update, thêm thắt vào thêm, đảm bảo người ta sẽ quên luôn bản gốc. Anh em hãy tin tôi, tải con game này về chơi ngay, đảm bảo không thất vọng. Ok, vừa đó là tổng hợp của mi game và những con game ăn theo Baby in Yellow, từ tào lao nhất đến hay nhất. Anh em có thấy hợp lý không ạ? Nếu thấy hay ho và thú vị thì nhớ like, share video này và nút subscribe đăng ký cho mi game tôi nha. Mi game tôi sẽ lên video vào lúc 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần. Vui vui thì lên cả thứ 5 nữa. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nha. Bây giờ thì trước khi kết thúc video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bình luận đầu tiên là của bạn Chris Devil Gamer. Cốt truyện này sai rồi em ơi. Phải có bé Tư cho bố. Bé Tư nhớ đón xem video Mi Game phân tích biệt đội bắt ma sắp tới của Mi Game nha. Bạn Đức Trần comment như sau: nay Mi Game có chơi cái trò có tên là Wapad không nhỉ? Đơn vị quân mạnh nhất của cậu là gì?
Tôi có cái lưu gạch cộng 12 full chính mạng, sẵn sàng vote 1 sao dù là iOS hay Android. Review khịa Wattpad coming soon nha bạn ơi. Cậu bé lươn lẹo bình luận: anh ơi, lươn lẹo có phải là tội không vậy? Lươn lẹo mà là tội thì mi game tôi giờ này đi tù chung thân rồi, nên là không có tội nha. Anh em muốn bình luận hoặc meme của mình lên TV thì để lại bình luận hoặc chế meme cho bạn vào để đăng vào group Shaolin của mi game nha. Hôm nay tới đây thôi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.